Chào ngày thay đổi ngoại hình, hôm nay là ngày thứ 37. Thì ngoài công thức nước uống trắng da của Triệu Lộ Tư mà tôi đã chia sẻ video trước ra, loại nước này gần như là không đồng đã giúp cho tôi giảm cân, giảm mụn, lại trắng từ trong ra ngoài. Có hiệu quả rõ rệt nhất là sau 4 tuần sử dụng. Tuy nhiên thì nó sẽ hơi khó uống hơn so với công thức của Triệu Lộ Tư nha. Mà mấy bà nhìn có quen không? Chính xác là tía Tô đấy. Nay có dịp về quê nên là tôi tự hái ở trong vườn để nấu nước, rửa sạch cho một chút nước muối, đun khoảng tầm 15 phút. Một tuần thì tôi sẽ uống từ 3 đến. Nói chung là cũng êm đó. Dày cỡ như đây nha quý vị. Hình như tôi nhớ có cái loại mà 100 mấy, hình như nó dày hơn thì phải, không biết đúng không đó. Nhưng mà cái chất lúng lúng rồi đó thì nó cũng ok nè, cũng da nhung đồ cũng mịn đít lắm á. Mua con to hơn 9 luôn. Live stream TikTok. Hả? Quay đi. Trời ơi, là có hàng đủ rồi. Cho con ngồi lên đây.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.